bạn hãy tự quán tưởng lại, sống trên đời này là chú tâm làm ăn kiếm tiền hay là đi kiếm phiền não. Loại bỏ càng nhiều tư tưởng tiêu cực thì tâm của bạn càng thanh tịnh. Bởi vì phiền não tăng thì trí tuệ giảm, trí tuệ mà giảm thì không còn đủ năng lượng để làm ăn kiếm tiền. Chào các bạn, trở lại với Khải Toàn. Bao người vẫn hỏi làm thế nào để hóa giải hạn thái tuế, làm thế nào để hóa giải thị phi, có cần phải cúng kiến giải hạn hay không, có cần phải giải hạn giải xui gì hay không. Nói thật lòng thì bản thân các bạn có tin vào cúng kiến để giải hạn được hay không? Cúng để giải được các việc bất thiện trước đây bạn đã làm, việc này hoàn toàn là không có. Các bạn không cần cúng gì cả. Nếu có giải hạn thì một món trang sức bạn hay đeo nên được sái tịnh gia trì đúng với ngày sinh tên của bạn, hay là một lệnh bài thái tuế giúp bạn giảm đi một ít phiền phức. Nhưng tất cả đều từ nhân quả. Giả dụ nghiệp trước đây quá nặng thì không có vật gì có thể hóa giải cả, trừ khi chính bạn trả hết những nghiệp trong quá khứ. Bài này Khải Toàn xin chia sẻ cách hóa giải thái tuế, hóa giải thị phi bằng cách, bằng con đường chân thiện. Những ai có tâm thiện, những ai đã khai ngộ mới có thể nhẹ nhàng lướt qua và không cần cúng kiến giải hạn gì cả. Hãy để dành tiền cúng ấy giúp người cần thức ăn rất là tốt, vì được vậy thêm phước cho bạn. Phần sau video Khải Toàn hướng dẫn các bạn cách tự kiểm tra xem ngôi nhà của mình đang ở có phong thủy tốt hay là không, vì sao lại có vận suy. Trong các hạn, người đời thường lo sợ hạn thái tuế vì nghĩ rằng sẽ ảnh hưởng đến vận, ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng cả tài lộc. Hạn thái tuế có trực và xung thái tuế ảnh hưởng xấu nhất, kế đến là hại phá hình thái tuế. Ví dụ 2023 năm Mão, các tuổi phạm thái tuế là Mão, Dậu, Tý, Ngọ. Với năm 2022 năm Dần, các tuổi phạm thái tuế là Dần, Thân, Tỵ, Hợi. Các bạn có thể nhìn vào đồ hình này. Các bạn thường lưu tâm đến các sao hạn của bản thân nhưng lại bỏ sót điểm mấu chốt của vấn đề. Đó chính là phong thủy ngôi nhà của bạn đang sinh sống hoặc là nơi làm việc. Bất luận bạn ở nơi đâu, dù nơi đó là thuê, là sở hữu hay là chỉ là ở tạm, bạn đã ở đó trên 2-3 tháng là chính mảnh đất ấy đã ảnh hưởng đến công danh của bạn. Nếu chịu khó bỏ chút thời gian để tìm hiểu chút ít về phong thủy nhà, kiến thức phong thủy nhà ở, vận may của bạn sẽ tăng lên đáng kể. Nếu bạn chịu khó tịnh tâm bằng thiền định, dọn dẹp sạch sẽ chính ngôi nhà của mình, có nhân hòa ái ngữ, vui vẻ với mọi người, vui vẻ với tất cả những người trong gia đình và cả hàng xóm, vận may của bạn sẽ gia tăng. Với một gia đình có hòa khí sẽ sinh tài lộc. Vì vậy, bạn hoàn toàn không cần quan tâm đến vận hạn của bản thân, thay vào đó quan tâm đến phong thủy nơi ở của mình, chỉnh sửa tâm tính của mình, đoạn ác tu thiện, phước sẽ bồi phước. Tuổi phạm thái tuế mức độ ảnh hưởng ít hay nhiều do cách đón nhận từ mỗi người, nghiệp quả trước đây, tùy khả năng vượt qua trở ngại như thế nào. Tóm lại, nếu tâm thanh tịnh, tin vào nhân quả thì thái tuế hoàn toàn không phải là vấn đề. Khi tâm thanh tịnh, tin vào nhân quả, có ứng dụng thêm phong thủy thì dù hạn gì mọi chuyện vẫn tốt lành. Thậm chí các bạn chưa hiểu rõ thái tuế là gì, chính vì chưa hiểu rõ và nghe mọi người nói thế này thế nọ nên càng sợ lây. Tâm thanh tịnh tức thân liền thanh tịnh, khi ấy ứng dụng thêm phong thủy để giảm đi vận xui, tăng thêm đôi phần may mắn. Tâm thanh tịnh tự khắc khai ngộ và hiểu rằng còn sống là còn lo, nhưng chịu khó tu dưỡng tâm tánh, tạo tác nhân lành sẽ có quả thiện. Vì vậy, để có vận tốt, trước tiên bạn phải tránh xa cái ác, tiếp cận những bậc thiện tri thức. Ứng với câu gần mực thì đen, gần thiện tri thức thì tâm mình sẽ sáng.
Nếu hạn tam tai chủ về hao tổn, làm ăn khó khăn thì hạn thái tuế chủ về sức khỏe kém, thị phi và cả hao tổn. Đầu năm 2021, trong chuyến đi Hà Giang xem phong thủy, có một vị gọi điện thoại hỏi rằng: "Thầy ơi, có cách nào hóa giải thái tuế hay không?" Một người quen bảo rằng gửi cho thầy kia 1 triệu đồng, nhờ họ cúng giải hạn có được không? Điều này hoàn toàn là mê lầm. Làm gì có thần Phật nào nhận ít xính lễ của bạn mà hóa giải được nghiệp con người đã tạo ra. Bạn trồng hạt khổ qua lại muốn có trái cam thì hoàn toàn trái với nhân quả. Nếu có cúng kiến giải được hạn thì đó không phải là thần mà là linh giới yêu ma. Chỉ tạm thời cho bạn giải hạn rồi bạn cũng sẽ trả lại với cái giá rất đắt. Vì vậy, cúng kiến mong giải hạn không phải là chánh kiến. Các bạn không nên hao tổn tiền của cho việc này. Nếu có cúng kiến, cúng trong tâm thành, hiểu được cúng dường hay cung dưỡng là gì, bạn có thể hồi hướng tạo chút ít phước báo. Hoặc dành tiền bạc ấy mở lòng bố thí giúp chúng sanh cũng là cách giải hạn. Bàn về thị phi, có những cung mệnh quan sát nặng, cả đời dễ bị điều tiếng, trách mắng hoặc hình khắc. Nếu mệnh của bạn có sẵn mật mã này, hay bạn gặp năm hạn thị phi, tức trong mệnh của bạn đã có sẵn cái nhân thị phi bị gây khó dễ. Bù lại, cách cục mệnh này là người dễ có danh tiếng và chức vị. Ở một khía cạnh khác, thị là tốt, phi là xấu, nói nhiều lời bất thiện, miệng chẳng thơm tho gì, rồi người cũng trở nên kém sang. Khi bản thân luận chuyện của người khác với lời bất thiện, đó là nhân. Đến hạn thái tuế thì gặp bao chuyện chẳng lành, đó là quả. Ngược lại, lá số có sao thị phi hay tuổi gặp hạn thị phi, nếu bạn biết nhẫn nhịn, biết mở lòng cảm thông trước những người khác, trước những người tạo nghiệp bất thiện, thì chẳng có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Người biết bố thí, lòng thông cảm là người có phước nghe lời thiện lành. Có cần phải cúng giải hạn hay không? Hoàn toàn không cần các bạn ạ. Dù bạn có tin nhân quả hay không thì nhân quả luôn ứng nghiệm trong cuộc sống đời thường. Hãy quán tưởng lại xem, những người trong gia đình, những vị hàng xóm của mình, họ có mở lòng với bạn. Nếu ai ai cũng mở lòng với bạn, gật đầu chào và cất tiếng cười khi gặp bạn, bạn quả là người có phước hòa nhã. Cách hóa giải thái tuế rất đơn giản, chính là chủ động đi khám sức khỏe và giữ sức khỏe của mình, không để đến khi lâm bệnh mới đi khám bệnh. Bước này đôi phần hóa giải được hạn sức khỏe kém của thái tuế. Về hóa giải thị phi không bao giờ là dễ dàng. Nếu trước kia tập nghiệp của bạn là nói lời bất thiện, thích bàn luận chuyện thị phi của người khác, quả thật không có gì để có thể hóa giải, chỉ có thể chấp nhận trả nghiệp. Nhưng nếu khai ngộ, từ bây giờ không bàn luận chuyện của thiên hạ, tu dưỡng tâm tánh, tu pháp bố thí lòng thông cảm, tự khắc sẽ trở nên nhân hòa ái ngữ, thì mai sau đến hạn thái tuế sẽ không phải trả những nghiệp cũ. Trồng gì thu nấy, vay gì trả nấy là điều không cãi bàn. Nếu nhận ra chân tướng của sự việc, đến hạn thái tuế hãy giữ kẻ lời nói của chính mình, hiểu rằng người làm ta thị phi là tạo ra nghiệp bất thiện, ta nghe lời họ tạo ra là ta tạo nghiệp thiện. Trước lỡ vay 10 lời, giờ phải trả lại 10 lời, trả càng sớm càng tốt. Khi mở lòng sẽ khai ngộ, trả nghiệp trong sự an lạc, không thù không oán. Điều này quả không dễ. Những người có tâm tính nóng nảy rất khó hạ mình và nhường nhịn khi nghe người khác thị phi lên mình. Có điều bạn nên biết, nuôi cái gì cái ấy sẽ lớn. Vì vậy, tại sao lại nuôi oán giận? Sao không thử nuôi lòng từ, giúp tâm mình an tịnh? Hóa giải hao tổn có vẻ dễ nhất. Năm hạn thái tuế hay là tam tai dễ hao tổn và tranh đoạt mất tiền của. Nhưng bạn có thể chủ động giảm đầu tư mang tính rủi ro cao. Giả dụ thấy có người mua mảnh đất kia quá hấp dẫn, người đời gọi là kèo thơm, hoặc thấy có người cho người nào đó
cho vay tiền ăn lãi cao, lại tham, thế là bạn dễ mất trắng vì năm hạn này. Việc chủ động mua sắm cũng là cách tự làm mình hao tổn, nhưng hao tổn này có thể là chính đáng nếu bạn mua những thứ cần thiết, ví dụ sắm xe, sắm nhà cho người yêu. Dù có hao tổn, người khai ngộ hay người có ý niệm tự lực có góc nhìn rất khác. Đời người làm gì có ăn nhiều mà không ra, vô thường là có sinh có diệt, ngày làm có tiền sẽ ngày ta mất tiền, mê lầm là những phi vụ lời lãi thật nhiều, lời lãi càng nhiều thì rủi ro càng to. Thái Tuế hay còn gọi là Thái Tuế Tinh Quân chính là Mộc Tinh, tức là sao Mộc. Mộc Tinh cứ 12 tháng quay một vòng. Thái Tuế Tinh Quân là Tuế Quân, vừa là sao vừa là thần linh trong lễ dân gian người xưa. Tuy nhiên, cái gì xưa đúng chưa chắc nay đã đúng. Luận mệnh xét theo năm sinh càng khó lòng chính xác. Bạn hãy tự quán tưởng lại, sống trên đời này là chú tâm làm ăn kiếm tiền hay là đi kiếm phiền não. Loại bỏ càng nhiều tư tưởng tiêu cực thì tâm của bạn càng thanh tịnh. Bởi vì phiền não tăng thì trí tuệ giảm, trí tuệ mà giảm thì không còn đủ năng lượng để làm ăn kiếm tiền. Khi tâm đã phiền não, mọi hành động tiếp theo đều dễ sai lầm, đều dễ đi vào đường ác. Đó chính là lúc vận khí của bạn suy, yêu ma linh giới dễ quấy nhiễu. Không cần đến năm hạn bạn vẫn suy, khí trường của bạn tạo ra là khí trường hắc ám. Muốn biết chính ngôi nhà của bạn có phong thủy tốt hay không rất đơn giản. Hãy mời vài người đến nhà, nhờ họ nêu cảm nhận về sự bình yên, về mùi vị trong ngôi nhà của mình dễ chịu hay ngột ngạt. Nếu nhà của bạn ẩm thấp, chính bạn đã quen với cái mùi này, không thể nào nhận ra như một người lạ bước vào nhà mình. Tiếp theo, để cảm nhận ngôi nhà của mình có sinh khí hay không, đang vượng hay đang suy, hãy ngồi xuống tĩnh tọa, nhắm mắt hít vài hơi thật sâu, từ từ thả lỏng cơ thể. Hãy cảm nhận từng nhịp thở của mình. Sau vài phút tĩnh tọa, hãy quán xét lại xem một tuần, một tháng hay năm qua bạn đã nổi giận, cáu gắt bao nhiêu lần rồi. Mỗi ngày có được thường xuyên nghe tiếng cười vang, nghe lời động viên của nhau hay không? Có được thường xuyên nghe tiếng đủ muỗng khi dọn cơm, vui vẻ cùng nhau ăn cơm hay không? Tự khắc bạn sẽ cảm nhận được phong thủy ngôi nhà của mình như thế nào, dù chẳng cần mời thầy phong thủy nào cả. Bản thân Khải Toàn hoàn toàn không đủ năng lực để dùng phong thủy độ cho những vị đang ở trong những ngôi nhà có vận khí kém. Chỉ có chính các vị ấy, những người sống trong ngôi nhà ấy, mở lòng với nhau mới có thể sản sinh ra khí trường thiện lành. Được như vậy mới có thể nghĩ đến việc dụng phong thủy, thay đổi từ trường trong chính ngôi nhà của mình. Bởi vì lẽ ấy, tâm lý được xem là một loại phong thủy tốt nhất trong các loại phong thủy. Để tâm thiện, chánh ác gần lành, bạn phải có giáo pháp, cần con đường, cần tinh tấn, tu dưỡng tâm tánh. Khi tâm an tịnh, thân liền an tịnh, bạn sẽ không còn lưu tâm đến những năm hạn này nữa, không còn nuôi oán giận với ai khác. Đó là lúc vận hạn của bạn bắt đầu chuyển biến, đó là lúc ngôi nhà của bạn sản sinh ra vượng khí. Ngay từ bây giờ, ngay từ giây phút này, muốn cuộc đời về sau được hưởng phước, hãy tu dưỡng tâm tánh, chánh ác gần thiện, buông xả cái tâm vọng niệm của mình, mở lòng bố thí. Đại Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.